Okay. Today, online language exchange with AI. Today lesson is about messaging. We study 20 words and 5 sentences and easy conversation. Okay, your turn to yeah. In bedtime. Hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề tin nhắn. Sẽ có 20 từ mới và 5 câu có những cái từ liên quan đến những từ đó. Okay. Chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong giao tiếp. Thank you. Come on. Now. Okay, we study. Tin nhắn. You read it. Think that I'll read it English. Ok. Tin nhắn, Message. thông báo, Notification. thư, Letter. gửi, Send. nhận, Receive. nội dung, Content. trả lời, Reply. điện thoại, Phone. email, Email. mạng xã hội. Social media. Email Vietnamese mean hộp thư điện tử. Copy Thư Linda. điện tử. Linda. Từ từ, Okay, last hope day to we Linda. learn already. Yes. Okay, hope to Mạng Linda. xã hội. Mang sao? Yeah. Social media. Ứng dụng. Application app. Hộp thư. Mailbox. Liên lạc. Contact. Cuộc gọi. Call. Từ chối. Reject. Chấp nhận. Accept. Nhắc nhở. Reminder. Thông tin. Information. Mã hóa. Encrypt. Truyền tải. Okay. Transmit. Okay, chào đối, I'll tell the Vietnamese words and you tell the English word. Tin nhắn. Message, Thông báo. notification, Tứ. letter, Gửi. send, Nhắn. receive, Nội dung. content, Trả lời. reply, Điện thoại. điện thoại. Điện thoại. Yeah. Điện thoại. Yes, nice. Email. Email, hộp thư điện tử, như vậy đấy. Ok, đường tăng. Ok. Mạng xã hội. Media, Ứng dụng. application app, Hope to. mailbox, Liên lạc. contact, Cúc còi. call, Tư thôi. reject, Chấp nhận. accept, Nhắc nhở. remind, Thông tin. information, Mà hóa. insert, Chuẩn tài. transmit. Okay. We are starting here 5 sentences. Chúng ta And sẽ có những cái từ liên quan đến những cái từ mới đó, những từ vựng Tôi đó. và Hoàng Đức một tin nhắn từ Bam Việt. English, I just received a message from a friend. Tôi Dạ, vừa chết. nhận được receive một tin Nhận. nhắn là một tin nhắn Email. là message. Đã nhận. Dạ, đã nhận. So, Bạn bè là friend. Ok. A I just received a message message from a from a friend. friend. Ok. Okay. And then second, anh nói, you read.
Anh ấy đã gửi một thư điện tử quan trọng trong email. Anh ấy đã gửi một thư quan trọng qua email. He sent an important letter via email. You miss slow and when you talk about email, it means you need to talk Okay. in some word together. Thư điện tử. Thư điện, một thư Thư điện, điện tử. thư, Anh ấy anh ơi, khi đã gửi send quy, an quy, important letter, một thư điện tử quan trọng. một thư điện thư quan trọng Yes, trong email, của email, via email. của email. Send an Yeah. important letter your Why email. it mean via, right? Huh? Via it mean qua. Via là through. We do. And qua, same. Via. Via email. Through. Via. And Via. okay. Cao bảo. Ứng dụng mới này giúp bạn dễ dàng liên lạc với mọi người. Ứng dụng mỗi ngày giúp bạn về vấn đề rằng liên lạc với mỗi người. Với mọi người. Ứng This new dụng app. mỗi ngày This new app helps giúp you in bạn easily contact dễ anyone. dàng là easily, dễ dàng liên lạc Easily. với mỗi người. Ngồi, ngồi. New app. This This new new app. app helps you easily contact everyone. Easily contact our okay nice. Bạn có thể kiểm tra hộp thư để xem thông báo mới. Bạn có thể kiểm tra hộp thư để xem thông báo mới. And có thể kiểm tra. You can check your email box for new notification. Kiểm tra. Hope, hope to là mailbox. Yeah. Đúng. Để xem thông báo. Thông báo là notification. Thông báo notification. Kiểm tra là check. Notification. You Yes. check your mailbox for new Thông báo. notification. Okay. Thông báo Nội một. dung của cuộc gọi này rất quan trọng và cần được mã hóa. Nội dung của quốc hội này này rất quan trọng và cần tức mã hóa. The content of this call is very important and need to be encrypted. Encrypted maybe mã hóa là underline or make some mark with the color or some encrypted mã hóa Mã hóa. encrypted can đức Okay. okay Encrypted. yeah The content, Mm. no. Yes, the content of this call is very important Yes. and needs Mark to something. Make a sign. encrypted. Encrypt it. Okay. Encrypted. Okay. You read the Vietnamese sentence. I'll follow you one more time. Ok. Tôi vừa nhận được một tin nhắn từ bạn bè. Tôi vừa nhận được một tin nhắn từ bạn bè. Anh ấy đã gửi một thư điện tử quan trọng qua email. Anh ấy đã gửi một thư điện tử quan trọng qua email. Ứng dụng mới này giúp bạn dễ dàng liên lạc với mọi người.
Ứng dụng mới này giúp bạn dễ dàng liên lạc với mọi người. với mọi người. Với mỗi người. Mọi người. Ok. Bạn có thể kiểm tra hộp thư để xem thông báo mới. Bạn có thể kiểm tra hộp thư để xem thông báo Thông mới. báo mới. Nội dung của cuộc gọi này rất quan trọng và cần được mã hóa. Nội dung của cuộc gọi này rất quan trọng và cần được Mã hóa. mã hóa. Ok. Okay, we do in English and then review about it. I just received a message from a friend. Received a message from a friend. Tôi bay nhắn được một thông tin từ bạn bè. Tôi Tôi vừa vừa à, tôi vừa receive, à vừa tôi vừa nhận a vừa tôi message. vừa nhận nhận được một thông tin, Một tin nhắn, à tin a nhắn, message, à tin nhắn, yes, not tin email, nhắn, email thư điện tử, yes, a message, một tin nhắn tin nhắn from a friend, từ bạn bị. yes, I just received a message from you. It Okay, mean okay. like that, okay. He sent an important letter via email. He sent an important letter via email. Anh ơi, đã chứ mô giật tu 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 đến tu tin rất quan trọng qua email. Anh ấy đã gửi một thư rất quan trọng qua email. Ok. Dear. This new app helps you easily contact everyone. This new app helps you easily contact everyone. This new app helps you easily contact everyone. Ứng dụng mỗi này giúp bạn dễ dàng contact Contact is liên lạc liên lạc, ok, dễ dàng liên lạc mọi người. với mọi người. Ok. Với mọi người. You can check your mailbox for new notification. You can check your mailbox for new notifications. Bạn có thể chắc chạy kem hộp thư bạn cho thông báo mỗi Thông báo mới nha. thông báo mỗi Bạn có thể kiểm tra hộp thư. hộp thư Có thông bạn báo mới. à Dạ. thông báo mỗi Có thông báo mới rồi bạn nên kiểm tra hộp thư. Dạ. Xin Okay. lại. The content of this call is very important and need to be encrypted. The content of this call is very important and needed to be encrypted. The content of this car is very important and need to be encrypted. Nội dung là khối này là rất quan trọng và cần 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 đất cần đất mà hòa. So, did you understand with mã hóa? Mã hóa, encrypted. Yeah, but do you understand? It means you can you Encrypted. explain?
I think encrypted make a sign check because it's very important. Encrypted and then maybe pile up something. Yeah, we need it's mean we need encrypted or everyone cannot read it. Anyone Just cannot read only it. yeah, just only us know about this content. Okay. Yeah. The content of this car is very important and needs to be encrypted. Bảo mật. It mean bảo mật. The Bảo same like that, yeah. mật. Okay, now I'll read it one more time and then you follow me. I just received a Yeah. message from a friend. You read it? Iris, English? After me. I just received a Oh, message okay. from a friend. And you can like, okay. I just received a message from a friend. He sent an important letter via email. This new app helps you easily contact everyone. Okay, this new app helps you easily contact everyone. Okay, you can check your mailbox for new notification. The content of this car is very important and needs to be encrypted. Okay, now let me check an only Vietnamese sentence appear, and then you can try to say about no here. Okay. I delayed. I with this, and delayed. After then, you tell English, and then I tell Vietnamese. Okay. Okay. Okay, now, no, you say in English. I say English first. Yes, 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 yeah. okay. Okay. After that, I'll tell Text me this Vietnamese within information. English. Yeah. Yeah, my chance for me, I can learn more. I just received a email from a friend. Okay. He sent important email Letter? via email. Yeah. Via he Letter, sent letter. letter Yes. important letter via email. Okay, good. Ứng dụng mới này, this new app help you easily contact with everyone. Okay. Bạn có thể kiểm tra hộp thư để xem thông báo mới. You can check mailbox for thông báo mới new I thông báo Notification. new Notification. new notification. Yes. It's okay. Fine. You can check mailbox for new notification. Okay, Okay. yes. Nội dung cuộc gọi này rất quan trọng và cần được mã hóa. This car very important and need cần được mã hóa and need encrypted. Yeah, encrypted. Okay. Okay. I say
Vietnamese. Đối với đã nhận được một tin nhắn Một tin nhắn. từ Nice. Bambi. Bambi. Anh ơi đã giúp một đưa trên từ quan trọng qua email. He sent. Đã gửi. Đã gửi Yeah. một chú tin trước quan trọng qua email. Nice. Ước chung mỗi ngày trước bán chế giảng liên lạc xem liên lạc với mỗi này Ứng dụng mới này, mỗi người ứng dụng mới này, ứng dụng mỗi này trước bản chế giảng liên lạc mỗi người với mọi người. nhà với mỗi người bên cô tê chăm 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 chứ bên cô tê chăm Kiểm tra. à kiểm tra à, bên cô tê kiểm tra phúc chữ để xem bao thông mồi bộ à Bạn có thể kiểm tra hộp thư để xem thông báo mới. thông báo mồi bao thông Thông báo mới. à thông Đó, báo tốt nghĩa là ok thông báo excellent. thông thông báo ok nội dung của nói nói ngay là rất quan trọng và cần đắc đắc mô 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 quả máu quả Nice. But the content of this call, à it means nội dung cuộc gọi này. Dung cục Nội dung cuộc gọi này. Dung cục ngồi này ngồi Cuộc gọi, g, ngồi ngồi gọi. ngồi ok Dung cục ngồi ngài là chắc quan trọng Cuộc gọi này. ok The content of this call is very important and ok needs to be encrypted. ok and Nice. ok so we talk about conversation now. Communication? I didn't find the conversation. Where is conversation? We can. Okay, no conversation here. We can. Here. This is okay. Okay. I'll make it this so little the you can add it make it is it shorter here okay now okay I read first and you follow me, okay? chào vị Chào. vì bạn cô nắn tức tin nhắn của tôi không Chào A, có, tôi nhận được rồi. Tin nhắn của bạn nói về gì vậy? tôi muốn lừa bạn đi cà phê chỗ này bạn có lần không Chiều nay tôi rảnh, mấy giờ thì bạn muốn gặp? không 3 giờ chiều được không Được, 3 giờ chiều nhé, tôi sẽ đến đó, tôi sẽ đến đúng giờ. tốt hơn gặp bạn sau Hẹn gặp bạn. ok hi did you listen my message Yes, I received it. What were your messages about? I wanted to invite you for coffee this afternoon. Are you free? I'm free this afternoon. What time do you want to meet? Is it 3 p.m. okay? Sure, 3 p.m. works. I will be on time. Great. See you later. See you. Okay, we did.
Vietnamese we review about meaning in English. Chào vì là hello, and then bên cô nhận được receive, right? Cô nhận được tin nhắn message của tôi, my message. Did you get my message, right? Bên cô nhận được. Do you or did you? Did you? Because Oh, already I sent this is past tense. Yeah, okay. Ah, yeah, I see. yeah, yeah. So, hi B. Did you receive my Yeah, message? I got it. Yes. Go means yes. Yes, I did. Tôi nhắn được rồi. Already. Okay. I got it. I got it already. I got it. Tin nhắn của bạn. Your message. What about? What's your message? What content? What is about your message? Của bạn là nói là say the bài bài. Okay. Hi A, I receive it. What about your message? What is your message? Yes, something. So What's Mong your Lu Ban, I wanted you you afternoon this afternoon have a compo came you compo coffee Banco Lancome. You can do you can you possible lan go lan I want to invite you go to coffee afternoon, this afternoon. oh yeah Do you have free time? do you have free time lan Bạn con có rảnh không? lan con lan lan means free Have free time, right? okay This Bạn có week bạn làm có rảnh không? ok Because bạn có I làm want to invite you go to coffee shop this morning, this afternoon. Okay. So I need to ask you, do you have free time? Okay, yeah, bạn có làm không? Yeah. Chứ này tôi làm. This afternoon I have time. Yes, I'm free I'm free, tôi làm. also. Yeah, làm. Okay. My duty Bạn muốn gặp. What time do you want meet? Yeah, what time do you want to meet? Okay. Muốn gặp. About Hôm và giờ chưa được không? About 3 p.m. What about 3 p.m.? Okay. Đúng. Yeah, Yeah, okay. yes. 3 p.m. Okay, fine with Yeah, me. nè, yeah. Tôi sẽ đến I will be there. on time, đúng giờ. I will be on time. It Yes, I'll means be đúng on giờ. time. I'll be there on time. I'll be on time. Okay. Very good. Do it. Hôn cấp bạn sao? See you later. Late. Hôn cấp See bạn. Yeah, see you. Okay. you. Now, you live you in Vietnamese? Chào bạn đã nhận được tin nhắn của tôi chưa? Did you receive my message? Chào ơi. Có. You leave it in bed and then I will Ok. respond. Yeah. Chào anh. Có, tôi đã nhận được nó rồi. Bạn nhắn nội dung gì vậy? What were your messages about? Yes, I received it. What were your messages about? Tôi Về đã nhận được nó rồi. ừ. Bạn nói về nội dung gì vậy? Bạn đã nhắn gì vậy? Ừ. Tôi muốn lộ lộ cấp I want to invite you for coffee this afternoon. Are you free? Tôi muốn mời bạn đi uống cà phê chiều nay. Bạn có rảnh không? Bạn bạn cô lãnh phong dạ Tôi rảnh chiều nay. Mấy giờ thì bạn muốn gặp? tôi cô lãnh trời nãy mấy Ba chưa giờ được không? dạ Ok, chắc chắn yeah. rồi. 3 giờ rất là ok. Tôi sẽ đến đúng giờ.
Tuyệt Tôi vời. đang xuống trong chỗ. Yeah. Chúng ta sẽ gặp ở đó. Chúng ta sẽ gặp sau. Ok, gặp bạn ở đó. Okay. Nói cho biết. Okay, now you talk in English. Later I talk in Vietnamese. Ok. Abby, did you receive my message? Hay vậy? I received it. What were about your message? I want invite you go to coffee shop this afternoon. Do you have free time? Yes. This afternoon I'm free. What time do you want to meet? About 3 p.m. Okay. Yes. 3 p.m. Hi. I will be on time. Great. See you later. See you. Okay. Chào Vi. Bạn nhận thức tôi tin của tôi không? Chào cô, tôi đã nhận thức bao bao tin nhắn của nội nói về gì không? Tôi muốn là bạn đi cà phê chiều nay. Bạn có lần không? Tôi giờ này chiều nay tôi lần mấy giờ bạn muốn gặp khoảng bà chú ok không chú không Không. tuần rồi tuyệt vời bà chú tôi sẽ đến đốc chiều Tokyo. Thôi. Hân cam lại hân à hân cấp ban sau. Cấp Gặp bạn ở đó. cấp ban. Đi. Cấp ban. Ok. Ok, Ok. bus. Yeah. I need to remind you again, message, tin nhắn. Tin nhắn, yeah, cái tin nhắn. Ok. Message, tin nhắn. Bạn có rảnh không? Bạn cố đang trông. And if you can say rảnh, you cannot say rảnh, you can talk. Bạn có thời gian không? À, bạn có thời gian không?